Xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt trên những chiếc ghe ở khu vực chợ nổi quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Nơi đây thì diễn ra lễ hội liên hoan du lịch chợ nổi, diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 7 năm 2019. Và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái thước phim xung quanh cái chợ nổi đây nhé. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng năm 2019. Đây là lần thứ tư do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Cái Răng tổ chức. Đây là một trong những cái hoạt động thiết thực chào mừng 59 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam, ngày 9 tháng 7 năm 2019. Và đồng thời tôn vinh và quảng bá những cái hình ảnh văn hóa cũng như con người của chợ nổi Cái Răng. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi đặc sắc, thể hiện nổi bật lên cái chủ đề văn hóa con người của vùng đất đồng bằng sông nước miền Tây, cũng như là diễu hành tàu trên sông xuất phát từ Bến Ninh Kiều đến các cái điểm khai mạc ngày hội, triển lãm sách và thi đấu vui, quảng bá và xúc tiến du lịch, các hoạt động viết thư pháp và triển lãm bộ ảnh thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ từ năm 2004 đến năm 2019. Và giao lưu đơn ca tài tử, hò Cần Thơ, đua võ khu vực đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ hai năm 2019, đua thuyền rồng và các cái môn văn hóa thể thao dân gian, hội thi tạo hình trang trí từ các sản phẩm nông sản và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó thì còn có các cái gian hàng ẩm thực. Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng là một trong những cái hoạt động du lịch điểm nhấn của thành phố Cần Thơ. Và đây cũng là một cái cơ hội để tăng cường quảng bá các cái hình ảnh chợ nổi Cái Răng nhằm giới thiệu các tiềm năng du lịch của Cần Thơ, mở ra các cái cơ hội giao lưu, hợp tác du lịch giữa các cái doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ với các công ty du lịch lữ hành, để thu hút khách du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó thì từng bước xây dựng những cái hình ảnh du lịch Cái Răng đến với du khách trong nước và ngoài nước. Chợ nổi Cái Răng thì cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6 km và đã hình thành và phát triển tự nhiên rất là lâu đời. Khu chợ thì phác họa nên rõ nét các cái văn hóa giao thương sông nước miền Tây với các hình thức mua bán hàng hóa nông sản ngay trên các cái mạn ghe, xuồng neo đậu trên sông. Chính vì những cái nét đặc sắc của chợ nổi vùng sông nước miền Tây nên từ năm 2016 thì văn hóa chợ nổi Cái Răng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.